Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với kho đồ án nha. Hôm nay kho đồ án mới xuống mấy công đá là mới luôn á. Mấy công đá này vừa nhập từ các nước như Brazil, Ấn Độ hoặc là những cái nước láng giềng của như Colombia gì đó. Thì mình được biết như vậy. Hôm nay mình sẽ up lên clip để giới thiệu đến tất cả mọi người và các fan hâm mộ công việc nha. Thì hôm nay mình được các anh em trong kho người ta nói thì ở đây chủ yếu nhập về các mẫu đá từ châu Mỹ và Brazil nữa mọi người, châu Âu và châu Á nha. Những dòng đá Ấn Độ thì châu Á mình thì những dòng đá như máy tấm này thì đa số là ở Brazil nha mọi người. Còn có rất là nhiều nước thì hôm bữa mình có làm cái clip ở bên kho của Sài Gòn Thành đó, mình đã giải thích rõ ràng rồi. Hôm nay mình chỉ giải thích sơ sơ thôi. Đó, những dòng đá của các châu lục về Việt Nam mình nó rất là đẹp nha. Thì đá Việt Nam mình thì cũng có, nhưng mà mấy bữa mình có up mấy cái clip mình đưa lên đó. Thì bây giờ mình chủ yếu quay mấy cái tấm đá cao cấp. Và đá cao cấp thì ở đây mấy trong kho đông ấn người ta mới nhập về từ các nước như hồi nãy mình mới nói đó, như ba châu Âu, châu Á, châu Mỹ đó. Ba châu đó thì có rất là nhiều các dòng đá đẹp đang được bán và được người Việt Nam mình ưa chuộng nhất á mọi người. À, nãy dùng với mấy cái dòng đá thì nằm ở trong mấy cái nước mình nói nha, mấy nước và mấy châu lục mình nói. Đây, như mấy tấm này ở Brazil nha mọi người, mấy cái dòng đá này khá đẹp luôn á. Anh em nào muốn mẫu chính xác thì có thể liên lạc với kho nha, chút nữa mình sẽ comment bên dưới số điện thoại của kho thì mọi người có thể liên lạc với kho để biết được những cái mẫu chính xác hơn. Thì ở đây mình quay lên bằng điện thoại thì ra vô hoặc rung lên rung xuống thì cái màu nó không được đẹp, nó sẽ bị mất màu nha. Nếu anh em nào không tin thì hôm nào cầm cái điện thoại quay thử cho tấm đá là biết ngay mình nói có đúng hay không. Đây, nhìn mấy tấm đá này đúng ra nó rất là đẹp nhưng mình quay chỉ được 70% màu, rất là đẹp nha mọi người. Cái hàng này đông ấn hàng mới về luôn á. Đấy, mọi người mua thì nhanh tay nha để chọn được một cái mẫu đẹp nhất. Thì mình nói cái mẫu đẹp nhất ở đây là mọi người mua lần đầu mọi người có thể mua được cái mẫu đẹp nhất, còn để mấy anh em người ta lựa qua rồi thì cái tấm đẹp nhất thì bị người ta lấy rồi, ví dụ như vậy. Mình chỉ nói vậy thôi chứ không phải tấm đá nào cũng đẹp hết, nhưng mà thật sự ra là nếu mà đã lựa thì mình đi mua hàng như vậy, mình đã lựa thì mình sẽ lựa cái đầu tiên ngon nhất đúng không? Đây, mấy cái dòng đá này khá đẹp mọi người. Mình đã nói với mọi người rồi thì trong kho đông án này mỗi lần mà xuống công hoặc là cập nhật mẫu đá mới thì mình sẽ up lên đầu tiên để cho mọi người tham khảo nha. Thì mình thấy trong kho này mỗi ngày hoặc một tuần hình như mình thấy 4 5 lần thì xuống công, hoặc có thể một tuần xuống liên tục. Thì mọi người yêu mến kho đông ấn thì mua nhiều thì người ta sẽ nhập công rất là nhiều đúng không? Ở trong đây mình thấy rất là nhiều dòng đá đẹp mọi người. Ở thành phố Hồ Chí Minh mình rất là nhiều kho đá, nhưng mà mình sẽ úp từ từ, mình sẽ úp hết tất cả các kho lên cho mọi người tham khảo nha. Nhưng mà mấy kho ở Đông Ấn này thì mình quen anh em á, với là nhiều mẫu đá đẹp mình quay hoài chưa hết, cho nên mình cố gắng mình quay up hết tất cả lên cho mọi người xem và tham khảo á. Thì kho đá rất là rộng, đây chỉ là một cái kho phía bên ngã tư Gò Mây thôi, mình up hoài mà chưa hết, up biết bao nhiêu clip mà vẫn chưa hết đá trong kho. Thì hôm nào mình sẽ vô một cái kho phía bên kia ngã tư Bà Điểm. Sẵn đây mình nói luôn, bên từ Bà Điểm thì từ ngõ tư Gò Mây đến khổng khu người Vĩnh Lộc chừng 500 m bên tay phải là kho này nha. Còn cái kho số 2 á, là từ cổng khu người Vĩnh Lộc
đến ngã tư về điểm, tầm chừng cỡ cũng 5-6 km nằm bên tay trái nha. Một cái kho mọi người đi chú ý kỹ càng mới nhìn thấy được. Cái kho nằm ở trong sâu một chút nhưng mà bán rất là nhiều dòng. Cái kho đó hình như lớn hơn kho này luôn á, nhưng mà mình chưa qua đó quay lần nào vì bên đó nó trái đường với mình á, đi bộ thì xa mà đi xe thì vòng vòng cho mình biết đi xe lắm, cho nên hôm nào có dịp bốc hàng đó mình sẽ quay lên cho mọi người xem nha. Đây mấy cái mẫu đá trong kho này nhìn rất là tuyệt vời luôn á, mấy cái này mà lên mặt tiền thì còn gì bằng nữa ha mọi người. Nếu mọi người lên thang máy không vậy và làm những cái trang trí trong nhà rất là ok luôn. Đây cái tấm đá này bữa mình thấy ông bạn làm một cái bàn và một bức tranh và làm một cái lavabo rất là đẹp nha. Đây mấy tấm này cũng vậy. Đây mình thấy mấy cái biệt thự như mấy cái biệt thự cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh mình, người ta ốp cái này hơi bị nhiều á. Đây mấy cái tấm đá này mọi người, anh em nào thích cái màu vàng đỏ đen đen thì có thể chọn màu này nha. Cái đá này mình quay là đá granite nha mọi người. Đá granite này chủ yếu là trong to trong đây thì Brazil là chiếm đa số, rồi một số như Ấn Độ và những các nước khác thì một phần nào, thì mình tổng hợp hết tất cả quay lên cho mọi người xem nha. Mà ở trong kho thì chủ yếu Brazil là cái số đá nhiều hơn, số lượng nhập về nhiều hơn nhé. Đây mấy tấm đá này mọi người nhìn thấy rất là giản dị và dễ dễ chịu nè. Đấy, cái này mấy tấm này mình mua gì ốp thì còn gì bằng nữa. Cái này là cái màu đó, mình quay dư chuẩn nè đó, mọi người thấy mình lắc cái nó đổi màu liền. Mọi người muốn biết thông tin chi tiết thì có thể liên lạc với kho, có thể đến kho xem tận mắt thì nó sẽ hay hơn nha. Nhưng mà mình chỉ quay và mình quảng cáo những cái dòng như vậy thôi. Riêng mình thấy cái này rất là đẹp. Đấy, mới nhập về hàng còn khá nhiều nha mọi người. Tấm đá bên cạnh cũng không thua kém gì, tấm đá bên cạnh cũng khá đẹp luôn á. Anh em nào thích màu trắng trắng xanh xanh đen đen có thể chọn màu này nha. Màu này mình thấy đẹp lắm á, nhưng mà tiền nó cũng đẹp luôn á. Nó cũng khá mắc tiền, không rẻ tiền đâu mọi người. Hôm nay mình cũng không tiện nói giá lên đây vì mình làm nghề bên này, cho nên anh em muốn biết thì liên hệ với kho hoặc liên hệ với khách hàng bên thợ đá bên mình nha, mình sẽ cho số nha. Đây số anh em thợ đá mình có rất là nhiều anh em, khách mọi người muốn biết hoặc xin số thì bên em phía dưới mình sẽ giới thiệu cho nha. Đây cái tấm đá đẹp mê ly luôn, tấm đá này không chê vào đâu được nha. Mấy tấm này mình thấy mấy cái biệt thự như trong Thảo Điền rồi này kia quận 2 mọi người, và những cái căn biệt thự trong quận 9 người ta ốp nhiều lắm, rất là đẹp luôn, gọi là biệt thự triệu đô mọi người, triệu đô trở lên nhé. Này mấy tấm này hôm bữa mình có quay một clip mấy khách hàng ở bên trong mấy căn biệt thự á, và làm những cái lavabo, những cái bếp đó đẹp tuyệt vời luôn, lên cầu thang và lên mặt tiền và lên cái thang máy, họ nhìn đi không nổi luôn á. Mấy cái kẹt này hôm bữa mấy anh em xuống công đưa vào đây, hôm nay bán hết rồi mới xuống tiếp này mọi người. Hay mới xuống mấy công đá nữa, mấy công đá này hôm nay giữa đây chút nữa có khách hàng thì người ta sẽ bung kiện bán nha. Đấy, anh em mà xem clip thì có thể chọn mẫu đầu tiên đi, bung kiện đầu tiên luôn.
quất hết kiện luôn. Mình thấy mấy cái tấm đá nó đẹp quá, nhìn rất là thích á. Thôi mình quay nãy giờ chắc clip cũng đã dài rồi, hẹn gặp lại mọi người trong một clip mới nha. Hôm nào kho này có những cái mẫu hàng mới về á, mình sẽ luôn luôn up lên hàng đầu để cho mọi người tham khảo và chọn mẫu nha. Ở trong đây mình quen rất nhiều anh em cho nên mình rất là thích kho này, cho nên mình sẽ giới thiệu kho lên để cho mọi người làm quen nha. Thôi hẹn gặp lại mọi người trong một clip mới. Đồng ấm.